mình mong là mọi người sẽ tự chủ ý lắng nghe của mình. Quan sơn vô dạng một nhà, vô sản đều là anh em. Câu nói này là của ai nói không ạ? Vâng, câu nói này là được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến đoàn kết quốc tế. Theo quan điểm của người thì là đoàn kết quốc tế thì tạo nên mọi nguồn lực để giải phóng con người, giải phóng con người khỏi các áp bức bóc lột, cũng theo người thì là được phải phẩm chất chung và cơ bản nhất của con người Việt Nam cần phải có. Thì các bạn có biết là bốn phẩm chất quan trọng mà con người Việt Nam nên có theo quan điểm của Hồ Chí Minh là gì không? Vâng, cảm ơn bạn. Cần kiệm nhân chính là một trong bốn cái phẩm chất cao quý mà con người Việt Nam có thể có. Và bốn cái phẩm chất đấy chính là chung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm nhân chính, trí công vô tư và cuối cùng là tinh thần quốc tế trong sáng. Và để làm rõ cái ý cuối cùng đấy là tinh thần quốc tế trong sáng, mời mọi người đến với chủ đề 6 ngày hôm nay chính là vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam. Bài thuyết trình của chúng mình thì được chia làm hai phần. Phần đầu tiên là phần lý luận và phần thứ hai là phần vận dụng. Đầu chúng mình chia có cùng như trên slide trên đây thì mời các bạn có thể theo dõi. Và phần đầu tiên chính là phần lý luận, là cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân. Trước hết là dựa vào giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, đầu tiên là về chủ nghĩa yêu nước và tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng. Theo dòng lịch sử thì Việt Nam ta trải qua bao cuộc chiến tranh, có bao dấu sự phong trói lọi được ghi dấu, trải qua bao anh áp bức bóc lột, nhưng mà phải tinh thần và phải quan điểm về chủ nghĩa yêu nước nên dân ta thì đều không bị mài mòn. Thứ hai là trở về quá khứ thì thời kỳ phong kiến thì cái tinh thần đoàn kết và tinh thần yêu nước của chúng ta lại càng được khắc ghi hơn qua cái lấy nhân nghĩa thắng gốc, lấy đại nghĩa thắng quốc gia, em chí nhân hay sự thế nào. Tiếp đến là người lấy từ tinh hoa văn hóa của phương đông qua thuyết của Khổng Tử, đại đồng và tư tưởng bình đẳng về tài sản của Nho giáo. Theo Khổng Tử rằng thì ở thế giới hòa bình thì mọi người đều phải đại đồng, nghĩa là mọi người không sợ mình thiếu, chỉ sợ chia không đều.